Sự bất tử luôn là giấc mơ đối với nhân loại. Chúng ta không muốn đối mặt với cái chết vì chúng ta sợ hãi hay đơn giản chỉ là ta quá yêu cuộc sống này. Ăn thịt nàng tiên cá, ăn trái táo vàng, uống nước thiêng Amrita là những cách để trở nên bất tử trong thần thoại xưa. Sự bất tử từ lâu đã mê hoặc nhân loại, chính vì thế mà người ta thường thấy chúng xuất hiện đan xen trong các thần thoại cổ xưa. Hãy cùng VGT điểm qua 5 cách để trở nên bất tử trong các thần thoại xưa nhé! Ăn thịt nàng tiên cá. Nàng tiên cá hay đúng hơn là một sinh vật với tên gọi là Nigyo, được nhắc tới nhiều trong thần thoại Nhật Bản. Nigyo sống ở biển và được miêu tả như một sự pha trộn giữa loài khỉ và cá chép. Nếu bị ai vô tình bắt gặp, Nigyo sẽ mang đến cho họ vận xui hay nhiều cơn bão lớn. Có một câu chuyện kể về một cô gái được gọi là Nico 800 tuổi. Chuyện kể rằng một hôm, cha của cô tình cờ mang về cho con gái miếng thịt, không may đó là thịt của Nigyo. Cô ăn chúng và bị dính lời nguyền bởi sự bất tử. Sau nhiều năm buồn phiền vì người chồng và con của mình ra đi, cô đã dâng mình cho Đức Phật và trở thành Nico. Có lẽ chính bởi sự thánh thiện của mình, cuối cùng cô cũng được chết ở tuổi 800. Chọc thánh thần tức giận. Một chủ đề phổ biến trong thần thoại Hy Lạp liên quan đến con người, đó chính là sự trừng phạt dành cho những kẻ ngạo mạn và khinh thường thánh thần. Một vài người trong số đó đã phải trả giá cho những hành động ngu ngốc của mình, tức phải sống đời đời và chịu khổ hạnh. Đó là câu chuyện liên quan đến vua Ixion, người đã gặp rắc rối vì đã giết cha vợ của mình. Vua Ixion đến gặp thần Zeus để cầu xin sự tha thứ, nhưng khi ở trên đỉnh Olympus, ông đã phạm phải sai lầm khi cố cưỡng bức Hera. Zeus phát hiện ra, lừa Ixion bởi một đám mây có hình dáng một nữ thần. Kết quả là ông đã phải trả giá bằng cách bị trói vào một bánh xe lửa và ở đó mãi mãi. Một truyền thuyết khác nói rằng vị vua này đã cố gắng muốn đánh lừa thần Zeus và sau đó ông bị mắc kẹt ở chỗ thần Thanatos. Thanatos là hiện thân của thần chết trong thần thoại Hy Lạp. Đây là nơi dẫn đến một thế giới mà không ai có thể chết. Tuy nhiên điều đó lại làm phiền thần chiến tranh Ares. Vì vậy vua Ixion bị trừng phạt bằng cách phải lăn một tảng đá lên một ngọn đồi mỗi ngày và lại lăn nó xuống dưới khi màn đêm buông xuống. Ambrosia, rượu táo bất tử. Trong thần thoại Hy Lạp, Ambrosia là thức uống của các vị thần Hy Lạp. Nó được miêu tả với hương vị như mật ong, được chuyển tới đỉnh Olympus bằng chim bồ câu và có tác dụng giúp họ trở nên bất tử. Một vài người và các á thần đã được ban cho đặc ân uống Ambrosia như Heracles, trong khi một số khác lại cố gắng đánh cắp nó và sau đó bị trừng phạt. Tatanus đã bị trừng phạt phải chịu mắc kẹt trong một vũng nước và các thực phẩm thì luôn nằm ngoài tầm với. Uống nước thiêng Amrita. Trong thần thoại Hindu, có nhắc tới Amrita, nước thiêng giúp trở nên bất tử. Amrita trong tiếng Phạn có nghĩa là bất tử. Truyền thuyết kể rằng các chư thiên hay thần linh ban đầu đều là người. Tuy nhiên, họ đã không được trở nên bất tử bởi vướng vào một lời nguyền. Từ đó, họ luôn tìm kiếm cách để có một cuộc sống bất tử. Bằng mọi cách, những vị thần linh này đã khuấy đại dương để đi tìm cho ra Amrita. Amrita được miêu tả là một dạng chất lỏng có vị ngọt như mật hoa và chỉ cần một giọt cũng đủ đánh bại cái chết và đạt được sự bất tử. Ăn trái táo vàng. Những trái táo vàng của thần thoại Bắc Âu rất khác với trái táo vàng trong thần thoại Hy Lạp. Với các vị thần Bắc Âu, những trái táo vàng vô cùng quan trọng. Bởi những trái táo này dùng để duy trì sự bất tử và giúp họ trẻ mãi không già. Idun là nữ thần mùa xuân và cũng là người canh giữ khu vườn táo này. Cô đã bị tên khổng lồ đẹp trai nhưng Janak Loki lừa và đem giao tất cả số táo cho Thiasi, khổng lồ. Từ đó các vị thần Bắc Âu bắt đầu già và suy yếu đi. Với chút sức lực cuối cùng, các vị thần bắt Loki phải trả cho Idun những quả táo vàng. Cuối cùng, Loki đã biến thành một con chim ưng và tha táo về trả cho Idun. Từ đó các vị thần lấy lại tuổi trẻ, sức lực của mình. Cây thần dược trong thần thoại Sumer. Thiên anh hùng ca về Gilgamesh. Vị vua anh hùng của dân tộc Sumer vùng Lưỡng Hà đã nhắc đến chuyện Gilgamesh đi tìm nguồn gốc của sự bất tử sau khi bạn của ông là Enkidu qua đời. Trong chuyến hành trình tìm kiếm sự bất tử, ông đã đến gặp tiên nhân bất tử Utnapishtim. Đây là một nhân vật giống như người Noah bất tử. Noah đã làm một chiếc thuyền lớn và giúp các vị thần thoát nạn khi xảy ra một trận lụt lớn. Utnapishtim đã tiết lộ với Gilgamesh về một loài cây thần bí có thể khiến vị vua anh hùng có lại tuổi trẻ và sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, sau khi tìm thấy loài cây kỳ diệu này ở hạ nguồn dòng sông, Gilgamesh lại để vuột mất nó vào tay một con rắn. Trái ngược với những trường hợp bi thảm trước đó,
Truyền thuyết về Juan Ponce de León được ghi lại là người duy nhất thu được kết quả trong nỗ lực của mình đi tìm suối nguồn của sự sống. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một huyền thoại được kể lại, còn sự thật lại gắn liền với nhiều cái chết tuyệt vọng của những người đang nuôi hy vọng đạt được sự bất tử, cũng như sự sống có thể kéo dài đến kiếp sau. Ngậm đá xích đan. Xích đan hay còn gọi là chu sa, thần sa, là loại đá màu đỏ có thành phần chính là thủy ngân. Nó được cho là một trong những món đồ của đạo giáo. Những tín đồ đạo giáo tin rằng xích đan có thể chế thành linh đan và có tác dụng loại bỏ một số phẩm chất không hoàn hảo ra khỏi cơ thể để con người trở nên bất tử. Tuy nhiên, loại thần dược này lại chứa thành phần độc hại. Nhiều người đã chết khi uống chúng, trong đó có những hoàng đế nổi tiếng của triều đại nhà Đường. Sau cùng, các tín đồ đạo giáo đã nghĩ ra ý tưởng khai thác năng lượng tự nhiên của con người thông qua việc ngồi thiền và thực hiện các bài tập khác với hy vọng đạt được sự bất tử. Ăn đào tiên. Những trái đào tiên xuất hiện nhiều trong các truyền thuyết nói về sự bất tử của Trung Quốc và phương Tây. Trong đó có câu chuyện nổi tiếng về Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không trong thiên đình giao cho trọng trách trông nom vườn đào tiên. Vương Mẫu Nương Nương cho biết, sau 3.000 năm, cây đào tiên mới cho ra trái chín. Vì vậy, đây là một phần thưởng to lớn, chuyên dành tặng cho các vị thần để họ trường sinh bất tử. Nhờ ăn trộm những trái đào tiên này, Tôn Ngộ Không đã sống thọ hơn 1.000 năm. Nếu bảo hiểm tính mạng của mình, đồng nghĩa với việc sẽ đem lại khả năng kéo dài tuổi thọ đáng kể. Và liệu bạn có chấp nhận đi trên con đường đó đến cùng hay không? Và có thực hay không việc chết đi để rồi hồi sinh vào một thời điểm nào đó trong tương lai? Và những nhân vật sau đây đã tìm mọi cách để chạm tay vào liều thuốc trường sinh bất lão hoặc suối nguồn tươi trẻ và để rồi bỏ mạng trong công cuộc tìm kiếm xa vời ấy. Truyền máu. Alexander Bogdanov là một nhân vật khá nổi tiếng trong quá khứ, chưa kể đến cái chết kỳ lạ của ông. Bogdanov từng sáng lập nên phong trào nghệ thuật Proletkult, đồng thời phát triển lĩnh vực nghiên cứu hình thái và cấu trúc sinh vật học. Ông cũng giữ vững lập trường và quan điểm của mình, tin rằng phương pháp truyền máu có thể là chìa khóa dẫn đến sự bất tử. Điều gì đến cũng phải đến. Bogdanov đã tiến hành vài thử nghiệm trao đổi máu và thu được kết quả tốt. Đó là ông nghĩ như vậy. Ông cho rằng sức khỏe của mình đã thay đổi tích cực sau mỗi lần thực hiện thành công. Cho tới lần cuối cùng định mệnh, ông truyền máu với một sinh viên bị bệnh sốt rét và đã tử vong không lâu sau đó. Không rõ Bogdanov chết vì virus sốt rét hay do không tương thích với nhóm máu của sinh viên kia, mọi chuyện vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải thích xác đáng. Nhưng cậu sinh viên đã may mắn sống sót sau lần thử nghiệm đó. Thuốc trường sinh bất lão. Hình ảnh những loại thuốc có tác dụng kéo dài cuộc sống đã trở thành một nét độc đáo trong những truyền thuyết của người Trung Quốc, thậm chí được đưa lên rất nhiều tình tiết trong phim ảnh tiêu biểu như lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Ký. Vậy còn trong lịch sử những triều đại thực sự của đất nước rộng lớn này thì sao? Đã có rất nhiều thầy thuốc nói rằng họ đã chế xuất ra được công thức hoàn hảo cho liều thuốc tiên. Nhưng trong những ghi chép được tìm thấy, những bài thuốc quý hiếm này không những chẳng tỏ ra tác dụng là bao, mà lại còn giết ngược lại khổ chủ. Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Tần chết vì uống thuốc chiết xuất từ thủy ngân, thứ mà ông cho rằng sẽ khiến mình bất tử. Thậm chí công thức trên còn được chôn cùng ông dưới lăng mộ của mình. Còn nhiều trường hợp khác cũng chỉ vì muốn có trong tay quyền năng của các vị thánh mà bỏ mạng. Năm vị vua nhà Đường cũng không phải là ngoại lệ, theo đuổi liều thuốc trường sinh bất diệt để rồi có người phát điên vì uống thuốc. Cuối cùng thái giám trong cung phải ra tay ám sát ông. Không chỉ có vậy, cái chết của một vị vua nhà Minh cũng được cho là xuất phát từ nỗ lực mù quáng tìm kiếm chìa khóa cho sự bất tử. Sau khi xem qua video vừa rồi, bạn nghĩ rằng sự bất tử là một món quà hay chính là lời nguyền khi mọi thứ cứ kéo dài mãi mãi? Hãy để lại lời bình luận phía dưới video này nhé. Và đừng quên nhấn nút like, share cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.